Nhốt mày đây, về nhà tao nói chuyện với mày nè. Chuyện gì? Mày đọc cái tờ giấy máy nhắn cho tao xong rồi mày dùng ở đâu mà không gọi điện cho tao? Thì tao đọc rồi, tao giỏi quá tao quên. Quên cái gì? Mày có tình chứ quên cái gì? Chứ cần mày nghĩ tao như vậy hả? Chứ gì nữa, tờ giấy 100 qua mà quên là quên làm sao hả? Thôi đi con, rồi con cũng qua nhà Nhã Đan rồi đó. Con qua là tại vì con qua theo thói quen thôi, còn nó là nó có tình đó má. Thôi được rồi, tao xin lỗi mày, hiểu được chưa? Lỗi phải gì? Mày cố tình với lỗi phải gì ở đây? Thôi đủ rồi, hai đứa lên lầu. Lớn rồi mày như con nít vậy đó. Anh Đăng, em sao rồi? Em đâu có sao đâu. Em làm anh lo quá. Sao ra nông nỗi này chứ? Em sẽ kể anh nghe mà. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ủa, chị Hạnh đâu rồi? Anh kêu Ngọc Hạnh về trước rồi. Rốt cuộc á, chỉ có anh là ở bên cạnh chăm sóc em thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Nói mấy chuyện này làm chi chứ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có ăn gì không anh mua cho. Hóa ra là gia đình Nhã Đen và Nguyễn Hải đã có giao ước trước. Giờ mình mới biết. Nhưng mà điều này thật lạ. Chị của mẹ mà, đâu có liên quan gì đến con cái chứ. Tại buổi này ai lại ràng buộc chuyện đó? Không công bằng cho Nhã Đen tí nào. Nếu Nhã Đen không đồng ý thì ba mẹ Nhã Đen đâu thể ép được. Còn thằng Hải đồng ý kể nó chứ. Quan trọng là nhà có đồng ý hay không thôi. Nhưng mà cũng là Nhã Đen không lên tiếng phản đối mà thằng Hải cũng không. Coi như chị Nhi đã biết rồi. Thì khó hiểu quá.
Ê trời, trời đất ơi, Vinh Hải chết cậu sao vậy? Cậu chưa chết mà. Mà có việc quan trọng này, con nghe người ta đồn ý, có phải là cậu đang hẹn hò ai đó nhà bên đúng không? Ai nói con vậy? Cậu giấu ai được chứ làm sao mà giấu được Thục Nhiên. Con á hay lắm, rình rình mò mò, chuyện người lớn còn biết cái gì mà xía vô. Cậu đừng có coi thường Thục Nhiên nhá. Con không xía vô, sau này có chuyện gì cậu đừng có trách Thục Nhiên nhá. Con có gì giúp được cậu? Người ta vẫn nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hò núi cao. Gì? Nhà này có cậu với con, không có hai người đâu ra ba cây. Hai chẳng hơn một à? Nhá, bây giờ con bảo cậu này, cậu có tin tưởng con không để con tìm cách con kiếm kế, con hiến kế cho cậu. Thì nói đi. Bên nhà người ta là rất mê đại gia đúng không? Bây giờ mình chỉ cần chứng minh cậu là đại gia, thế là xong. Đơn giản. Hay quá. Nhà hàng xóm mình biết mình từ nào đến giờ là giàu hay nghèo hay đại gia không đại gia. Bây giờ mình giả cách nào? Khó thí mồ. Cậu cứ để con lo cái vụ đấy đi. Chị là lo làm sao? Mà cậu đang chơi gì đó? Môn chơi quý tộc. Gôn. Cậu biết chơi gôn hả? Ý nói là coi thường cậu gì phải không? Cái này là đồ bỏ, đúng không? Không có buồn ngủ cho nên là buổi tối cũng chơi vậy đó. Chứ bình thường á, ra sân cỏ biết nha. 16 gậy. 16 gậy. Thế thì con có cách cho cậu rồi. Bây giờ cậu chỉ cần nghe lời con thôi là yên tâm sẽ thắng vụ này. Làm sao? Cách nào? Bây giờ thế này đi, tất cả để con lo. Bây giờ chỉ cần sáng mai cậu dậy vào 6 giờ sáng được chưa? Trời đất ơi, 6 giờ sáng. Biết giờ mấy giờ chứ mà 6 giờ sáng vậy? Thế cậu thích ngủ nướng hay là thích có được chị Cát Tường nào? Chọn đi. Nhá, thôi bây giờ nghe lời con đi, phải đi ngủ sớm đi. Nhá, con đi có việc một tí. Đi. Ui, cái con nhỏ này làm nó đánh trật rồi thấy không? Ủa, sao chưa thay đồ đánh nước đồ ăn cháo? Ủa, đánh gôn dạ. Hai bác ạ. Thì có Thục Nhiên hôm qua nó qua nhà bác, nó nói là cháu làm giám đốc sản xuất hãng phim. Đúng rồi. Mà bạn cháu có cả một cái sân gôn nữa. Hai bác thì lại thích chơi gôn, cho nên có Thục Nhiên nó bảo hai bác qua đây cháu dẫn đi xong bé đánh gôn mà. Dạ, dạ. Dạ 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 đúng rồi, dạ con quên. Dạ 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 dẫn dụ con có, dạ chờ con chút. Trời Thục Nhiên, con bay ra cái trò gì vậy? Con tính hại cậu hả? Trời, cậu yên tâm đi, con đã lo hết cho cậu rồi. Bây giờ nhá, nhiệm vụ của cậu chỉ là gọi điện cho anh tài xế ở công ty, bảo là đến đây có việc gấp rồi đưa mình đi nhá, tí nữa rồi boa tiền cho người ta sau. Trời ơi, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cậu có biết chơi gôn đâu, con thấy hai ông bà sành điệu không? Trời ơi, con thấy cậu chơi gôn trên tivi không hay còn gì nữa. Mà thôi, cậu đến đấy cũng không phải chơi gôn, cậu cứ ăn bánh uống nước cho con để cho họ chơi với nhau nhá. Mà trời đất ơi, từ nhỏ lớn cậu có biết cái sân gôn nó mặt mũi như thế nào đâu mà cậu dẫn người ta đi. Không sao, con đã đặt cho cậu một chỗ ở sân gôn sông Bé rồi. Cậu cứ nói tài xế chở đến đấy là người ta đưa đến nhá. Bảo là cậu của Thục Nhiên là người ta cho vào. Thôi bây giờ con chuẩn bị cho cậu đồ chơi gôn với cả bộ thể thao rồi. Cậu vào cậu thay gấp đi nhá, để con ra con câu giờ với ông bà ấy. Mày hai cậu rồi. Con chào hai bác. Ừ, chào con. À, hai bác chuẩn bị đi chơi gôn hả? Ừ. À, mà ra hai bác không rủ chị Cát Tường đi hệ cho vui. Giờ này nó ngủ mà con, nó đâu có dậy được sao con. À mà, hai bác chờ chút xíu nhá. À, tài xế của cậu con đang tới rồi, chắc là hôm nay ngủ nướng đấy. Chào cậu con lúc này lên dữ vậy hả? Trời đất ơi, bác không biết chứ, một tay cậu con nắm mấy cái phim, mà mỗi phim mấy tỷ đồng đấy bác ạ. Ừ. Quá đã. Cho nên á, chơi gôn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà đến sân gôn không có chơi gôn đâu. Ừ, đến sân gôn không chơi gôn chứ làm gì có. À, đến sân gôn á, cậu con à, bảo chuyện làm ăn này, rồi lại gặp mấy ông lớn để đầu tư phim này nọ đấy. Cho nên hai bác mà không thấy cậu con chơi gôn á, đừng có lấy làm lạ nhá. Không sao, chuyện này không sao. Mà hình như cậu con chuẩn bị xong rồi, cái hai bác đi chơi gôn vui nhá. Con vào trong. Dạ.
sao? Nhanh nhanh lên con, nặng lắm không con? Nhanh lên hãy xăm. Dạ. Khỏe lắm không? Dạ. Nặng không con? Không sao. Không, mời hai bác ra trước. Mời hai bác ra trước. Vậy mời hai bác ra trước. Đi em. Công nhận cục nhiên lợi hại. Ủa sao hai đứa ăn lẻ vậy? Hôm nay con có họp má. Hôm nay con cũng có họp. Ờ thôi đi đi, để chén nó má rửa cho. Ê, hôm nay có kết quả mày. Dù kết quả thế nào vẫn vui vẻ. Ok ok, chúc mày thành công. Này, nó bị sao? Anh nghĩ là bà Quốc cũng chưa biết bà Loan anh ở đến đây. Vậy em tính sao? Em có định gặp bà đấy không? Em cứ đoán lắm là bác Loan Anh sẽ kể cho bác Quốc nghe về chuyện tới đây gặp em. Bác ấy là bà của em. Quả thật là một bất ngờ. Nhưng cuộc chuyện của Quốc Anh em cũng đừng có ra trước làm gì. Đâu có ai biết trước được chuyện này. Lần đầu tiên em gặp bác Quốc, em đã có linh cảm gì đó khác thường lắm. Em nhớ là mình đã gặp ông ấy vài lần, nhưng mà bác ấy khăng khăng là qua Singapore để thăm má con em là tình cờ thôi, mà thăm như vậy cũng với tư cách là bạn bè thôi. Nhưng em không biết nào ngờ rằng bác ấy lại là ba của em. Cậu Quốc Anh, nếu như em nó không bị sốc về chuyện biết ba mình có con với con gái khác, giấu cả vợ con, thì nó đâu gặp bi thảm như vậy chứ. Bà Loan Anh kể cho em hết mọi chuyện vậy sao? Thì cũng phải kể thôi anh, đâu có giấu mãi trong lòng vậy được. Mà nói chung á, bác con anh cũng là một người phụ nữ dị tha. Bãi của em không thiệt thòi, và cũng muốn có người gọi chồng bãi là cha. Em suy nghĩ như vậy làm anh cảm kích lắm. Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ em là một cô gái sâu sắc như vậy. Tại vì lúc nào em cũng là cái bóng của mẹ em hết. Em biết mẹ em nhiều điều buồn đau, cho nên những điều mẹ em muốn em đều làm theo hết anh. Có những điều gì em làm khó anh thì em mong anh hiểu. Tại vì em muốn mình là người được anh yêu thương nhất thôi. Đối với em điều đó quan trọng lắm, anh hiểu không? Mimi à, em là cô gái mạnh mà trước giờ anh chưa hề biết. Và em cũng không bỏ cuộc chứ. Bỏ cuộc gì anh? Em phải cố gắng vươn lên, em phải thành công trong cuộc sống. Đó là điều tất cả mọi người cũng như bác Quốc đều mong muốn nghe. Em phải công khai chuyện này thôi. Anh nghĩ sao? Còn bác anh biết thế nào? Em phải nói thôi anh à. Em phải cho mọi người biết là em có ba, và ba em ở ngay bên cạnh em. Anh ủng hộ em, nhưng mà có thể em công khai chuyện này sau buổi trình diễn với Tứ Ca được không? Anh đúng là một người quản lý tài ba. Anh biết mà, em lúc nào cũng nghe lời anh hết. Thank you.
Quá chồng, ông về rồi hả? Ông có khỏe không? Hôm nay có chuyện gì vui mà cô ngạc nhiên lạ vậy? Thì có chuyện ngạc nhiên cho ông nè. Chút nữa tôi cũng có quà ngạc nhiên cho cô đó. Cảm ơn ông, thì ông vào nhà đi rồi biết. Anh về rồi sao? Luân Anh, em về khi nào vậy? Em mới về cách đây 2 hôm. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, anh mong là em quay trở về mà. Em biết đó. Em đã nói chuyện với Mimi. Mimi? Như vậy là Mimi nó đã biết anh là... Anh là cha của Mimi. Em muốn con bé biết sự thật. Em không muốn anh có con mà không dám nhận. Cũng như không muốn Mimi sẽ nghĩ cha nó đã chết hay mất tích ở đâu đó. Rồi con bé nó phản ứng ra sao? Anh á thì không sao. Anh phải cảm ơn em vì điều này mới phải. Cũng chỉ vì anh, em lúc nào cũng vì anh. Nhưng còn Mimi, liệu nó có chấp nhận sự thật này không chứ? Anh đừng lo, con bé sẽ bình tâm thôi. Em nghĩ nó sẽ đủ mạnh mẽ để hiểu biết chuyện này. Còn chuyện của Quốc Anh thì sao anh? Nó cũng đã biết chuyện rồi. Anh xin lỗi em. Cũng chỉ vì anh mà. Chỉ vì anh mà nó xảy ra những chuyện như vậy. Cũng chỉ vì anh mà. Thôi, anh đừng có tự trách mình nữa. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Em suy nghĩ kỹ lắm, nên em quyết định để cho anh tiếp tục được hạnh phúc. Vì anh còn Mimi, nó là con của anh. Đúng anh. Đây không phải là lỗi của ai hết. Có lẽ cho chúng ta không địch lại tay biết về mặt nào đó mà chúng ta cũng chưa biết, cho nên khách hàng đã không nổi chúng ta. Má đâu rồi mà ăn mì vậy mày? Không nấu cơm hả? Ăn rồi, nhưng mà vẫn còn đói nên ăn mì gói thêm. Mày ăn gì chưa? Còn mày trong tủ á, vô tự làm đi. Thắng hay tao chúc mừng mày? Mày chúc mừng cái gì tao? Tính chọc quê nữa. Thì bên mày thắng, tao chúc mừng mày. Thôi, đừng có giả bộ nữa. Chọc quê nhau làm chi nữa? Mày giả bộ gì có. Thấy bên tao thua mà đặt chúc mừng. Là sao? Tao tưởng là bên mày phải được chọn chứ. Tao tưởng bên mày thắng. Vậy là sao? Nè, bộ hai đứa cãi lộn nhau nữa hả? Đâu có má. Đâu có đâu má. Mà má đi đâu về vậy? Má đi qua nhà Nhã Đan. Chứ hai đứa cứ đi làm tối ngày à. Má nhà chơi với ai? Mà thôi,
Má lên lầu thay đồ, hai đứa ăn đi. Dạ. Dạ. Ủa, sao hôm nay cũng sớm vậy? Thôi đi làm việc đi. Dân phòng thơ chị cảm ơn ngài. Bà ông Bảo, cậu qua đây có hình đẹp đó không? Tôi mới không sửa nè. Ủa? Trời ơi, gớm. Gớm gì? Alo, còn biên tập nha. Rồi, tí nữa tôi gửi bài xuống cho ông liền. Rồi, rồi, vậy nha. Ông lo viết cái bài đi, tối ngày chụp mấy cái hình xấu quá. Đâu? Rồi, tôi đi tác nghiệp với các đồng chí ở nhà lo mà tôi tập nhé. Bà đi giùm tôi đi, bà mặc đồ đụng hàng với tôi quá. Ra tên Nguyên Bà. Tôi đây. Cảm ơn. Giờ này có người mình tặng quà nha. Có tình mới mà. Nhìn kìa. Ê, bà Dân, bà đẹp quá, tôi chụp hình cho coi. Ôi, trời ơi. Quá hả? Chưa tới sinh nhật mình mà cũng không có dịp gì đặc biệt. Ai tặng quà cho mình ta? Không lẽ cha Ben trả dư tiền? Ai? Ông, đã có chuyện mà sao có người tặng quà vậy? Ai mà dạy đúng được? Cha nào? Ngu gì ta? Mà bà cũng đâu có hiền đâu nên đâu có ai tặng quà cho bà. Thôi tôi không nói chuyện với ông nữa. Bây giờ tôi chửi cả ta. Em. Dạ. Coi tuần sau kêu thêm dầu gội cho xã giùm anh luôn nha. Dạ rồi. Ờ anh thêm mấy cái nước rửa tay á. Rửa móng tay á rồi mình cũng lấy thêm anh hả? Thì em cứ kiểm tra đi. Cái nào thiếu thì lấy cho anh. Dạ rồi. Nè kiểm tra luôn ba cái thuốc nhộm luôn nha. Hết màu nào thì lấy màu đó. Cái này nữa nè, keo nữa. Sữa rửa mặt nữa. Tiệm đậu rác rưới bỏ tùm lum. Dẹp hết cho cậu mình. Xem đẹp cái này làm sao. Ben. Ben. Gì vậy? Giận tôi hả? À dám giận bà. Vô đâu mất bệt mấy ngày nay vậy? Thông cảm đi, tôi bận túi bụi hà. Phải lo viết bài PR cho công ty Dilot bên đó. Thông cảm nha. Ai biểu hàm việc làm chị? Thì tôi làm cũng nghĩ cho tụi Nhã Đan thôi. Cái ông Minh Khôi bên hot ra PR cứ bám theo, năn nỉ giúp hoài. Cái gì? Minh Khôi hả? Ừ. Làm gì người ta có trả tiền là được rồi. Ben. Ben. Qua này ông tặng tôi hả? Qua nào? Qua nãy hả? Nói vậy là không phải ông tặng tôi hả? Nay về đặt có người tặng quà nữa chứ. Ừ, nghĩ cũng lạ. Trước giờ không ai tặng quà cho mình hết. Giờ nhận quà cảm giác cũng ngon ngon. Vậy bà muốn có người tặng quà không? Thỉnh thoảng tôi gửi qua tòa soạn cho bà nha. Để cho mấy cô phóng viên kia tha hồ mà ganh tị. Thôi khỏi, cảm ơn. Tôi nói thiệt mà. Thôi, tôi cũng thích cái kiểu lãng mạn tốn kém tiền bạc đó. Ủa? Cát Tường đâu? Không tới trang điểm nữa hả? Biến mất việc rồi, dạo này không thấy tới nữa. Nhìn chị ta là biết, không làm được điều gì lâu hết.
thì biết rằng là cái nghề này phải yêu nghề. Nhưng mà người ta học cho biết thôi, có chắc là chị ta theo nghề đâu. Vậy cũng trách người ta nữa. Tốn thời gian với bà đó. Ủa, Đức Khanh sao rồi? Sao là sao? Tự nhiên hỏi nó. Thôi, chịu nó hỏi sao đi. Đi giải stress với tôi không? Đi đâu? Sắp Vinh. Vậy nữa hả? Đi không? Tôi đổi ý bây giờ. Thì đi. Qua này ai tặng mình ta? Em có sao không? À, hả? Không, em không có sao đâu. Anh có sao không? Anh không có sao. Bực mình cái váy này quá nè. Thì cũng có lúc em sẽ được mặc những chiếc váy xịn hơn thôi. Bộ có sao không vậy? Chán buồn quá nè. Nhìn không thấy thôi còn hỏi nữa. Tại bất ngờ quá. Thôi, cho em kêu taxi em đi đến nhà hàng trước nha. Em không có đi với nhà cô dâu cho nên là em đến thẳng đó luôn. Hay là để tụi mình đi bộ tới đó. Thôi khỏi được rồi, mình đi chung với lại ba má với Bi mà. Mà Hoài Ân cũng đâu mời hai người đâu, hai người đến chi. Thì đâu có sao đâu. Thì anh với thằng Hải hộ tống em đến. Ừ đúng rồi, đưa tới đó tụi mình về cũng được. Thôi, hộ tống làm gì? Mà Hoài Ân đâu có làm gì em đâu mà hai người lo. Với lại có mọi người ở đó rồi, không có sao đâu. Thì có hai giả sử như vậy, cháu ngoan em không? Rồi đẹp rồi. Không? Thấy tường sao không? Không tôi coi. Ừ bà mặc cái bộ đồ trắng này được nè. Được hả? Ừ, để tôi sửa thì chuyện rồi ha. Giờ tụi nó ra rồi đi luôn. Em lắm nè. Rồi chuẩn bị đi nha con. Ủa mà sao Nguyên Hải với Thầm Vũ không về nhà thay đồ đẹp đi? Ai mà mặc quần jean đóng không gian đám cưới bao giờ? Đúng rồi, thay đồ đi tụi con. Dạ má ơi, Nguyên Hải với lại Thành Vũ á, chỉ có đưa mình đến đó rồi về thôi à. Hai người bận lắm cho nên không ở lại ăn đám cưới đâu. Vậy hả? Thôi, tụi con đi, 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 đi tụi con. Đi tụi con. Còn hả? Bộ lên đây lên giúp mình nha. Sao anh lên đây làm cái gì vậy? Không ở trong đó tiếp khách đi. Còn tại tại em thấy em vậy nè, anh sợ em. Đừng về nha. Chúng ta có ưu tiền khi kết thúc. Em chỉ là đang nghe điện thoại thôi mà. Tại vì ở trong nó ồn quá à. Làm vô trước thôi.
ông ơi. Con gái mày nó bị bệnh gì vậy ông? Sao nó đứng nó lẩm bẩm mình nói vậy ông? Chắc nó buồn lâu ngày nó sinh ra ức chế. Chuyện chồng của nó chắc nó chưa quên được đâu bà. Ông ơi, mau mau kiếm ai ông gả cho nó đi. Con gái mình xinh đẹp vậy, chả lẽ nó bất hạnh sao ông? Mình tính cho nhanh nhanh chút. Chứ tôi thấy nó đi như cái thằng cải xong thì hoài. Tôi thấy bệnh nó càng ngày càng nặng đó mà. Cảm ơn cậu. Không biết bác Loan Anh có nói chuyện để gặp mình với ba Quốc hay chưa nữa. Nhưng nếu rồi thì ba phải đến gặp mình chứ. Lạ thiệt. Nếu ông ấy không gặp mình thì chắc chắn sau khi xong chương trình ca nhạc mình sẽ tìm đến ông ấy. Má thì chắc là chưa biết gì rồi. Má, má chưa ngủ hả? Chưa. Đêm hôm qua má nằm mơ, ngủ lại không có được. Má nằm mơ thấy gì vậy? Sao má ngủ không được? À, hay là má nằm mơ thấy bác Quốc phải không? Sao con lại nghĩ vậy? Thì tại con thấy má với bác Quốc thường xuyên gặp nhau thôi. Thì má với bác Quốc chỉ là bạn bè thôi. Má nằm mơ là thấy con bị thất bại, là do người ta hại con, cho nên má lo lắng như vậy đó. Má yên tâm đi, không có ai dám hại con gái của má đâu. Con á nhất định sẽ có được một buổi diễn thành công. Mimi nè. Dạ. Có lẽ lâu lắm rồi má con mình không gần gũi với nhau, nhưng mà má muốn nói cho con biết là má luôn luôn tự hào về con. Dạ con biết rồi. À, mà giấy mời á con đưa cho má hay là đưa cho bác Quốc? Sao con lại nhắc bác ấy hoài vậy? Tại vì con không muốn má của con cô đơn thôi. Cái con bé này. Theo má nghĩ thì con nên đích thân gửi giấy mời cho ông ấy. Nhất định phải có người nào đó đi với má của con chứ. Ừ. Ha ha ha.
Anh giống như là một người Tây vậy đó. Anh thích kiểu chào này. Nếu như em không thích anh sẽ đổi. Sao em cười? Tại vì em chưa có thấy người nào mà giống như anh vậy đó. Thiệt không? Hay là gạt anh đây? Em nói thiệt mà. Em đi vô nhà nha. Cảm ơn anh đã đưa em về. Em không còn cách cảm ơn nào khác hay sao? Cảm ơn anh vì buổi tối thiệt vui. Anh ra thì cũng tốt hơn. Chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Em đi vô nha. Bye bye. Vì sao con trai lại như vậy? Vì sao con trai cứ che đậy? Ngập ngừng trong tim mình yêu thầm. Mà sao anh không nói ra chẳng? Phải chăng anh không muốn đến gần? Chúng em đấy. Anh không muốn bên em. Không biết sao em đã muốn được anh âu yếm nâng nhẹ đôi cánh tay em đây. Hãy cho em biết hết dưới quanh mình luôn ấm áp với lời bay tôi. Alo. Bé hả? Bà về nhà chưa? Chưa, giờ này còn sớm mà. Chẳng đi với cha đó hả? Ừ. Có gì chút về gọi cho nha. Làm gì ngồi hoài vậy? Ừ. Thôi tranh thủ về sớm á. Rồi, biết rồi. Thôi ba nha. Thầy tin. Cái thằng cha Minh Kho này không biết muốn cái gì đây nữa. Làm gì công việc mà khuya dữ vậy? Mặt cũng bà Nhân kỳ cục. Bà này cũng đú đa đú đỡn lắm nè. Ai rủ cũng đi hết á. Bực ghê vậy á. Quảng tù si. Quảng tù si. Quảng tù si. Thôi giờ nè, một lần cuối nữa, không có thì đổi trò. Ha 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 ha. Lần cuối nữa nha. Ok. Lần cuối nữa nha. Lần cuối đi. Rồi. Lần cuối cùng thôi nha. Ừ, đúng rồi, lần cuối. Quảng tù si. Ôi, hết nổi rồi. Đi về. Thế còn cho mình về. Có liền. Ừ. Mày về nhà đi, tao chở nhà đen về cho. Mày đi cả ngày hôm nay mệt rồi. Ờ, vậy cũng được á. Mà bồ, mắng bồ này hoài à. Đi lên thay đồ luôn đi. Đi. Thôi, để mình chở bồ về cho. Rồi thay đồ luôn cho nó tiện. Mày cái gì? Cãi tao hoài. Thôi lên thay đồ đi. Mệt hai người quá à. Nhanh đi, ai chở em về cũng được hết á. Buồn ngủ lắm rồi nè. Tí nữa về mất công gặp Hoài Ân còn mệt hơn. Có. Mình nói vừa rồi. Để mình mặc đồ đẹp là chở bồ về nha. Mà thôi, sẵn mình ngủ bển luôn cho an toàn chứ nguy hiểm lắm ha. Ừ, cũng được. Lên thay đồ nha. Ừ. Nha, đợi nha. Cái gì? Ngủ lại nha em hả? Ờ, sao vậy? Ừ, không có gì. Chắc là anh không biết rồi. Tí còn ngủ nhà em từ nhỏ giờ luôn á, đâu có gì đâu. Ừ, thì anh biết. Bữa trước nó cũng ngủ lại đó đúng không? Ừ. Hai bộ biết sao không? Ba má mình á, tự nhiên á hả, thay đổi 180 độ luôn.
bà hả, đừng có nói là làm cho mình thất vọng đó. Cho nên là tốt nhất là vẫn theo chủ nghĩa hoài nghi. Hoài nghi cái gì nữa chứ? Có thể là người lớn đã hiểu ra vấn đề rồi. Bây giờ trước mắt á là tụi mình phải lập nên một bản kế hoạch chi tiết. Đúng rồi. Vậy thì coi như chương trình của anh Trần Hoàng sẽ là buổi ra mắt hình thái của tụi mình luôn. Vậy thì ba đứa mình vừa bắt tay vào việc thôi. Nhưng mà để coi coi có bao nhiêu cô gái thì chân như tụi mình đây. Nhưng mà quan trọng nhất chính là phải đam mê sản catwalk như tụi mình kìa. Đúng rồi. Xì chân thế. Hồi trước giờ mình cứ ví ba tụi mình như là những cô nàng xì chân trong giới người mẫu vậy đó. Ai thật biết gì có nếu. Ý mình là xì chân là một cái tên rất là hay. Ừ, một cái tên phản ánh rất đúng bản chất. Vậy thì mình đợi xì chân.